Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cái chỉ Hải Thượng Lãn Âu sẽ thực hiện cái chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Toán mắc thoát vị cột sống thắt lưng. Thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng là bệnh tương đối thường gặp trong cộng đồng cũng như trong thực hành lâm sàng. Bệnh xuất hiện liên quan đến việc vận động cơ thể quá mức và hoạt động thể lực nặng. Thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng có thể gặp ở nhiều lứa tuổi khác nhau, song thường gặp nhất là lứa tuổi lao động. Theo số liệu nghiên cứu của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, có tới 60-65% bệnh nhân mắc thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng thuộc lứa tuổi 20-49. Đây là lứa tuổi đang cống hiến và lao động sáng tạo cao của xã hội. Những người mắc thoát vị địa đệm ảnh hưởng rất lớn tới năng suất và hiệu quả lao động. Thoát vị địa đệm có thể xảy ra ở nhiều vị trí khác nhau của cột sống, nhưng ở vùng thắt lưng là hay gặp nhất. Người bệnh thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng dẫn đến các triệu chứng đau thắt lưng cấp tính, thường xảy ra khi bị chấn thương hoặc khi gắng sức mang vác, bưng bê vật nặng sai tư thế. Người bệnh bị đau không thể cử động được, thậm chí đi lại, tiểu tiện cũng rất khó khăn. Đau thắt lưng mãn tính. Sau đợt đau cấp tính, về sau mỗi khi thực hiện gắng sức tương tự thì các cơn đau lại tái phát. Người bệnh khó mà thực hiện các động tác liên quan đến vùng cột sống như cúi, nghiêng, ngửa, xoay người. Khi đã có chèn ép thần kinh, có các triệu chứng đau sẽ lan xuống chi dưới, làm cho người bệnh vận động chi dưới khó khăn. Cơn đau tăng khi đứng, hắt hơi, đi, dặn. Nếu được nằm nghỉ ngơi sẽ đỡ đau hơn. Để chẩn đoán bệnh thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng, bệnh nhân cần chụp bao rễ thần kinh và chụp cắt lớp vi tính. Với cột sống thắt lưng, tốt nhất là chụp cường bực từ. Ngay khi gặp các biến chứng đầu tiên, bệnh nhân nên khám và điều trị ngay lập tức, bởi đây là những căn bệnh gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng đời sống sinh hoạt. Phương pháp cái chỉ cắt gút là một trong những phương pháp hàng đầu được bệnh nhân đón nhận với tính an toàn, hiệu quả điều trị lâu dài mà nó mang lại. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.